Xem SB10 Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7 đồng 99 trong một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SB10 Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Tin tiếp theo cho biết các sĩ quan cảnh sát quyên góp tiền để giúp đỡ người làm vườn bị cướp. Tin từ Garden California. Theo tin từ NBC News, các sĩ quan cảnh sát đã đứng ra mua các dụng cụ làm vườn mới, cho một người làm vườn sau khi chiếc xe tải của ông bị đánh cắp cùng với tiền thuê nhà, điện thoại di động và thiết bị của ông. Qua đó, chuyển hóa một câu chuyện đau lòng trở thành một tấm gương về lòng thiện chí. Vào sáng hôm thứ Tư 26 tháng 3, ông Arian Salgado đã bắt đầu công việc làm vườn đầu tiên trong ngày của ông tại một khu vực ở đường Bristol và Memoryland. Các nghi can sau đó được cảnh sát Anthony Bertagna của Santa Ana xác định là Alan Barbota, 22 tuổi và Carole Nguyễn, 31 tuổi, đã bị buộc tội ăn cắp xe của ông Sagado cùng với 1.000 Mỹ Kim tiền thuê nhà của ông. Ông Sagado cho biết là ông phải mất khoảng 3 tháng làm việc để kiếm được số tiền đó vì ông chỉ làm việc vài ngày một tuần. Con gái của ông đã gọi cảnh sát khi ông về đến nhà và bắt đầu theo dõi điện thoại di động của ông trong ứng dụng Find My iPhone. Và cuối cùng thì cảnh sát Santana đã tìm ra hai nghi can ở thành phố Garden Grove với 500 Mỹ Kim trong túi của mỗi người. Nhưng vào thời điểm đó, tất cả các dụng cụ làm vườn đã biến mất vì các nghi can tuyên bố rằng số tiền này của họ nên cảnh sát phải nộp lại số tiền mặt vào tòa để làm bằng chứng. Nghĩa là ông Salvador sẽ không được nhận lại tiền. Họ đã trả lại chiếc xe cho ông Salvador nhưng ông lại cho biết rằng ông không rõ sẽ kiếm sống bằng cách nào. Để giúp đỡ cho ông, các sĩ quan cảnh sát cùng với Hiệp hội Từ thiện Batman và Home Depot đã đứng ra quyên góp để hỗ trợ cho ông. Và một lần nữa chúng tôi sẽ được phép tạm ngưng phần tin tức. Sau một vài thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại. Đề gửi tới quý vị bản tin phóng sự cộng đồng. Kính mời quý vị tiếp theo dõi. Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7 đồng 99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.